Chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và trước mặt Huy đây là chiếc xe Toyota Corolla Attic anh chị, được sản xuất vào cuối năm 2017. Và đây là mẫu xe 2018. Đây anh chị nhìn ha, 2018. Cái phần đầu nó có sẽ có sự khác biệt, nhưng đặc biệt đây là một cái mẫu xe nó khác biệt hoàn toàn so với mẫu cũ. Tuy là 2017, tháng 9 năm 2017 thì Toyota bắt đầu ra mắt cái phiên bản Attic mới 1.8G, thì được trang bị rất là nhiều những cái phần option về tính năng an toàn, như là 7 thu khí luôn anh chị, 7 thu khí nha. Rồi những cái tính năng như là hệ thống chống bó cứng phanh, rồi hệ thống hỗ trợ hành gân dốc, rồi ổn định điện thân xe đều có hết ở trên cái phiên bản Attic 2017. Và đăng ký vào cuối 2017. Và mẫu 2018 trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng. Rồi những cái phần đề can này chủ xe dán hết quý anh chị, dán hết rồi, cho nên là tắp bi cửa còn đẹp lắm, không có bị trài xước. Và những cái vị trí lên xuống đồ, ở bậc lên xuống này chủ xe cũng trang bị những cái ốp chống trài như thế này, lót sàn simili hết rồi. Ghế da, đầu DVD Android có việc map dẫn đường nha, cái đầu này rất là to đùng luôn. Hộp số tự động vô cấp CVT có chế độ sport quý anh chị. Này công tắc cruise control này, và màn hình TFT 4.2 inch rất là đẹp và có hiển thị nhiều thông tin ở đây này. Chúng ta có thể xem qua những cái thông tin của xe. Rồi cách âm toàn bộ xe được chủ xe cách âm nha quý anh chị. Cách âm toàn bộ xe ở trên mui này, rồi dưới sàn, rồi ở vị trí cốp để đồ ở phía sau, ở phía dưới chủ xe cũng dán cách âm luôn. Tất cả các cửa và vè nữa quý anh chị, cách âm vè luôn. Camera ve này, một chiếc xe chủ xe rất là kỹ, bảo trì bảo dưỡng chỉ làm trong hãng thôi quý chị. Chỉ làm trong hãng thôi đó, mà phụ kiện thì trang bị không thiếu thứ gì. Đầu Android dán phim che mưa lót sàn, rồi miếng che nắng ở phần tắp lô, rồi chống trài ở bật lên xuống, rồi dán hết đề can ở 4 tắp bi cửa, rồi còn cách âm toàn bộ xe nữa. Thì đây là một chiếc xe anh chị mua về sử dụng cho gia đình rất là tuyệt vời, với giá niêm yết là 508 triệu. Thì anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn quý anh chị nhé. Và bây giờ Huy mời quý anh chị cùng Huy mình sẽ vào bên trong để mình xem kỹ hơn về chất lượng của nội thất, và sau đó thì Huy sẽ mời quý anh chị cùng Huy đi xem ngoại thất của xe. Huy sẽ nổ máy nha. Đấy, động cơ nổ khá là êm. Thì xe này ở trên tắp lô thì chủ xe có lót miếng cách nhiệt cho phần tắp lô. Đấy các chị. Đấy. Rồi. Và đây là phần vô lăng. Vô lăng. Ba chấu các anh chị nha. Đó, có công tắc cruise control. Công tắc cruise control. Những cái phím như là điều chỉnh âm lượng, rồi chuyển bài. Rồi đây là cần điều chỉnh đèn. Và với cái mẫu mới các anh chị thì màn hình hiển thị đa thông tin là màn hình TFT 4.2 inch. Đấy, nó hiển thị rất là nhiều những thông số trên này. Rất là nhiều thông số như quý anh chị. Đó. Đấy, màn hình đẹp lắm quý anh chị. Rồi, những cái cửa gió nhìn nó như cái tuabin của máy bay quý anh chị. Đây, ở chính giữa trung tâm chúng ta cũng có hai cái cửa gió luôn. Lạnh rất là mát. Rồi, ở trung tâm một cái màn hình DVD rất là to. Ở trong này thì nó có rất là nhiều những tính năng như YouTube, rồi mình có thể xem video, mình có thể điều chỉnh âm lượng ở trên vô lăng nha quý vị. Đây đó, cảnh báo tốc độ, việc map dẫn đường. Rồi hệ thống điều hòa thì có tính năng auto tự động bật tắt, anh chị nhìn nhau chắc xe rất là đẹp luôn. Đấy, hộp số tự động vô cấp CVT có chế độ sport thể thao này quý anh chị. Đây, vị trí lấy nguồn nha. Đó, mọi thứ trên chiếc xe này còn rất là mới. Thì chủ yếu là bên Huy sẽ về làm đẹp, làm marukuri, vệ sinh sạch sẽ thôi. Mẫu 2018 trang bị 7 thu khí. Đấy, 7 thu khí quý anh chị. Đây, ở phía cửa thì chủ xe có dán đề can nha quý anh chị. Đây, đề can đây. Đó, cho nên là khu vực này là không trầy xước gì hết quý anh chị. Đó, tắp bi cửa là ok nha, đẹp nha. Còn ở bật lên xuống thì đây, chủ xe dán những cái miếng chống trài như thế này rồi.
Đó, lót sàn Simly. Đây, bàn đạp thắng, bàn đạp ga. Đó, mọi thứ ha. Thì Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng. Và phía dịch vụ bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục rồi, cho nên là quý anh chị hoàn toàn yên tâm. Đây, gặp gương bằng điện nha quý anh chị. Đó, anh chị nhìn không? Còn rất là mới. Thì đây là một chiếc xe mà gia đình đi thoải mái quý anh chị. 5 chỗ rộng rãi. Đây, dán đề can hết quý anh chị. Thấy chưa? Ở phía dưới này dán luôn. Đó, cho nên là những cái khu vực hay bị trầy xước thì được chủ xe dán hết rồi. Xe thì bên Huy về làm Maru vệ sinh lên chắc chắn quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Chắc xe thì còn khá là mới. Đây, phần phía sau thì mình có một cái tựa tay và có thể để ly nước, ly cà phê mình sử dụng nha. Đó, đồ ngã của ghế. Đây, túi khí ở phía sau bên phải. Túi khí rèm á quý anh chị. Rồi, Huy sẽ ra phần cốp sau để cho chị coi ha. 470 lít dung tích của cốp đựng đồ phía sau. Đây, lót sàn Simly hết rồi quý chị. Đây là vị trí mở cốp sau. Những chiếc xe như thế này anh chị đi tiết kiệm nhiên liệu và nó bền lắm quý chị. Bền, Atit bền. Đây, cốp sau. Trời ơi, kỹ dữ vậy trời. Ở dưới sàn là lót một cái tấm lót may riêng rồi. Rồi lót thêm mấy tấm giấy vô nữa. Đây. Wow, bánh xe cua còn nguyên quý anh chị, chưa hạ luôn. Đồ nghề còn đầy đủ nha. Và xe này, một điểm nữa chị, cách âm 3 em được chủ xe lót ở phía dưới sàn và ở phần cốp đây quý anh chị, là chủ xe lót á. Và đây, về đây, cửa đây, kể cả những vị trí này ở trên mui, chủ xe lót hết quý anh chị. Thì cái độ cách âm của chiếc xe này rất là tuyệt vời luôn. Phụ kiện là chủ xe, hầu như là chủ xe trang bị những phụ kiện rất là xịn sò. Và chủ xe rất là kỹ trong vấn đề sử dụng xe. Cho nên là anh chị mua chiếc xe này về đi, rất là tuyệt vời. Đó, cách âm hết nha quý anh chị, dán cách âm hết, tốn tiền lắm quý anh chị. Và những cái chén cửa như thế này thì nó cũng lão hóa rồi, thì nó cũng xuống cấp thì Huy sẽ bỏ thôi. Nhưng mà Huy chia sẻ là chủ xe dán phim dạng cao cấp này, rồi che mưa, đầu DVD Android, đầu DVD Android. Đó, những cái lót sàn 3D này nọ, mọi thứ ha. Đó, những cái miếng chống trầy ở bậc lên xuống, chủ xe trang bị hết luôn anh chị. Dường như là không thiếu thứ gì. Dường như là không có gì mà chủ xe không làm nữa quý anh chị. Đấy. Đó, thì gầm bệ thì một tí Huy sẽ quay cho chị xem qua nha. Thì thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm ha, về cái sản phẩm này. Rồi, sơ bộ như vậy để chị nắm. Nội thất còn rất là đẹp. Thì sau đây Huy sẽ cùng với quý anh chị mình đi xem sơ bộ về phần ngoại thất cũng như là hệ thống gầm và động cơ để mình đánh giá chi tiết về chiếc xe này. Đây các anh chị, động cơ với một cái động cơ mà được chủ xe bảo trì bảo dưỡng kỹ, làm trong hãng thôi, thì chắc chắn là anh chị sẽ hoàn toàn yên tâm. Đấy, những cái dấu sơn từ nhà máy còn nguyên hết quý anh chị, khung xương anh chị thấy chưa. Đó, còn rất là đẹp. Và từng dắt điện, từng ống cao su. Đấy, mọi thứ còn rất là đẹp luôn. Thì với một chiếc xe động cơ của Toyota thì anh chị biết rồi. Và đặc biệt là động cơ của chiếc xe Toyota Corolla Atit với công nghệ VVTi, phối khí thông minh nha quý chị. Mà này là được bố trí trên hai cam nạp và cam xả luôn. Đấy. Rồi, phần ngoại thất thì vỏ. Đây, vỏ sau, vỏ trước bên tay. Vỏ trước bên tay. Đấy, còn rất là dày. Màu sơn thì cái độ nguyên bản còn cũng khá nhiều quý anh chị. Đặc biệt là chủ xe cách âm toàn bộ xe luôn. Còn hệ thống gầm thì Huy sẽ quay ở phía sau cho quý anh chị mình xem thôi ha. Do là Huy đang cầm cái cây quay cho nên là không có thể quay sát xuống, nhưng mà Huy đã kiểm tra rồi. Gầm bệ thì còn rất là ok luôn. Rất là mới nha quý anh chị. Đó, rất là mới luôn. Thì anh chị xem qua thôi. Đó. Chủ xe rất là kỹ luôn anh chị.
rất là kỹ. Rồi, ok, với chiếc xe trang bị camera gear luôn ha. Đấy, đèn còn sáng trưng à, còn rất là sáng. Đó, anh chị nhìn không, khe hở với các chi tiết này. Đấy, đây, khe hở này. Đấy, rất là chuẩn nha quý anh chị. Cảm biến khoảng cách ở phía sau có hai cái. Gia đình đi các anh chị. 2017, mẫu 2018. Cách âm toàn bộ xe. Về ngoại thất và nội thất của xe còn rất là đẹp. Thì Huy cũng quay để cho anh chị xem chi tiết ha. Chi tiết của xe thì nó không có móp béo gì hết quý anh chị nha. Xước xước nhẹ nhẹ thôi. Thì bên Huy về sẽ làm spa, làm đẹp, làm manicure theo tiêu chuẩn tại công ty Nhật Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Bộ loa được còn nguyên nha quý chị. Rồi, và với chiếc xe này anh chị thì giá niêm yết là 508 triệu, và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay lên đến 60%. Cho nên là quý anh chị nào mà có nhu cầu về cái mẫu xe này thì anh chị liên hệ sớm nha, để Huy có thể tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Ok anh chị, địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nào mà chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì liên hệ sớm để Huy tư vấn rõ hơn cho quý anh chị nhé.